em thử lấy đi. Cái anh này làm bọn em hết cả hồn ấy. Anh, em cảm ơn anh. Anh tha lỗi cho em rồi chứ. Em à, em không có lỗi. Anh hiểu em mà. Chúc mừng sinh nhật nha. Này, không phải việc của mày. Mày biết chuyện gì đã xảy ra rồi chứ? Lôi nó đi. Bỏ đây ra để tao tự đi. Không, tao không cho mày đi. Mày không đi được. Thôi mày cứ ở lại đây, tao đi một lát tao về. Không, mày không đi được đâu. Nếu đi, tao đi cùng mày. Nếu nó thích ấy, thì lôi nó đi theo. Gan mày cũng to đấy. Để tao xem mày ăn nói với đại ca thế nào. Thằng chó. Mày cũng chỉ là thằng hết đát của khá bạch thôi. Qua đây la liếm mà ngon à. Mày nói cái gì? Hai một. Con nào, con nào? Chắc là bạn con làm. Em tính ngon nên mang mời cho đại ca rồi. Tao bảo mày bao nhiêu lần rồi mày chưa hiểu sao? Nhớ lại quy tắc công nghệ. Ai bảo mày đi theo nó? Để tao biết. Tao hỏi mày đấy. Dạ, khi làm ăn thì không dính đến gái gú ạ. Nhớ đấy, thả nó ra. Mày có biết một miệng thì kín, chín miệng thì hở không? Con này mới sẽ có lợi cho việc giao dịch lại cả. Mày không biết bố mày mười mấy năm chui ngược ra ngủ, có hàng trăm đứa đàn em trong tay, chưa có đứa nào gan to như mày. Mày hiểu không? Em không dám. Không dám đâu anh. Không dám? Thế 200 triệu của tao đâu? Tao bảo mày giao hàng rồi mang tiền về cho tao, chứ không phải mà để mày giao hàng rồi mày cũng cả số tiền đến ngày hôm nay. Mày hiểu chưa? Tiền của tao đâu? Em xin anh, em hứa sẽ trả anh. Mày trả tao bằng cách nào? Trong khi đó mỗi giờ mày hát 150.000, đến bao giờ đủ 200 triệu để trả tao? Em sẽ cố gắng làm, vẫn sẽ chuyển hàng cho anh. Mấy chuyến là trừ hết thôi. Em xin anh. Mày có hiểu thế nào là chữ tín không? Đây là 200 triệu 2 tỷ mày cũng bách đi rồi mày. Cũng như thế này hả? Em xin anh, mẹ em bị ung thư đang nằm viện rất nguy kịch. Nếu không có tiền thì không thể giữ được mạng sống. Em thực sự không còn cách nào khác. Em cắn răng cắn cổ, em lại anh. Thôi tao tạm tha cho mày lần này. Nhưng 3 ngày nữa, có chuyến hàng mày phải hoàn thành nhiệm vụ cho tao. Chuyến hàng này không ít như những chuyến hàng lần trước. Mày hiểu không? Hơn 2 tỷ đấy. Mày liên lạc mấy thằng hùng công tử, tự bàn địa điểm giao dịch. Mày nhớ chưa? Không cần mày ra mặt. Mày bảo con bạn mày cho an toàn. Mày và thằng Thắng Kẹo hộ tống nó. Hiểu chưa? Vâng, em hiểu rồi ạ. Cứ ai đưa chúng nó ra, kín đáo đừng để ai nhìn thấy.
chúng mày. Đi. Em đi. Tao sợ mày thật đấy. Sao mày liều thế? Mày không thấy sợ à? Cuộc đời tao chẳng còn gì để mất nữa. Mày có hiểu không? Nhà tao có 3 người. Bố mẹ tao. Tao. Từ bé tao không hề biết đến quê nội quê ngoại. Cũng không biết bất một cứ ai. Hình như tao sinh ra là ngoài ý muốn. Bố mẹ tao phải rời quê hương. Chắc cũng vì sự xuất hiện của tao. Bố tao suốt ngày đi làm. Mà tao cũng không biết ông làm gì. Đến bây giờ tao mới gặp ông được 2 lần. Lần thứ nhất là hồi tao còn nhỏ. Tao không hề có ký ức gì về bố cả. Lần thứ hai tao gặp ông là khi người ta đưa xác của ông về. Tao cũng không được nhìn mặt bố lần cuối. Còn mỗi khi hỏi về mẹ, đến người thân mẹ cũng không kể cho tao. Duy nhất mà tao còn là mẹ lúc này. Đang nằm trong viện sống chết không biết. Thử hỏi là mày, thì mày có liều như tao không? Mày với tao khổ thật đấy. Nhưng tao còn hơn mày, vì còn đứa em trai. Nhưng mày cũng biết, lúc nào nó cũng nằm trong bệnh viện. Còn mẹ tao thì thoi thóp qua ngày. Hai người đều ở trong bệnh viện nhiều hơn là ở nhà. Tao tiền thì không có, một mình tao gánh vác cả gia đình. Tao thì có bố cũng như không. Một ngày 24 tiếng thì lúc nào cũng say xỉn. Chỉ có lúc ngủ là mới tỉnh táo. Ông trời thật là bất công. Nhiều hàng thì được 30, ít thì 15-20 triệu. Thế mày đi một mình à? Ừ. Tao đi một mình. Tao chủ động hẹn đầu kia, xong bàn địa điểm giao dịch, thằng thắng sẹo đến đón tao, rồi chở hàng đi. Thế mỗi lần giao dịch thì mày giao dịch như thế nào? Bên này một mình tao, bên kia cũng một người. Xong việc thì thằng thắng sẹo đèo tao với tiền về là xong. Ông năm này tinh vi thật đấy. Tất cả giao hết cho mày. Nếu mà có công an bắt thì một mình mày chịu tội. Ông ấy có dính dáng gì đến đâu. Thế lỡ công an bắt thật thì sao? Mày tính như thế nào? Còn mẹ mày nữa? Công an bắt, sao tao không nghĩ ra nhở? Ừ, tao đây. 10 phút nữa có mặt tượng đài, chỗ ngoại khi.
rồi. Tên Quỳnh, tôi muốn mua biệt thự. Chủ nhà không có ở đây. Thằng đâu? Tiền đâu? Tiền đâu? Hai con kia bị công an bắt rồi. Em nhanh chân nên chạy được kịp ạ. Nó chết á. Bây giờ làm sao hả đại ca? Mày ngồi đây tao tính. Thôi bây giờ mày cầm số tiền này, mày đánh đi một thời gian. Nếu mà lộ, mày nhận hết về mày và gia đình nhà mày, tao sẽ chu cấp đầy đủ và tao sẽ tìm cách cho mày ra. Mày đi, nó còn kịp. Vâng, vậy em đi trước, có gì em sẽ liên lạc lại cả. Đi. Dũng đâu? Ra tao bảo. Dạ, đại ca hỏi gì em ạ? Mày bảo chúng nó thóa hết dữ liệu trong camera ở nhà và cửa hàng. Nếu ai hỏi có Nam chúng mày không biết, không thấy, không gặp, nhớ chưa? Vâng, em hiểu luôn. Chị thấy em dễ tốt không? Ừ. Ai, cầm lấy. Em xin. Nhớ dặn mấy thằng bạn mày đấy, đừng cho mồm đi chơi xa, không lại mang họa vào thân. Chị yên tâm, sau này có việc gì cứ ấy em một tiếng, thằng em nguyện hết lòng. Mày cứ nhớ đấy. Thế bây giờ về nhà hay là đi đâu?
Mày điên à? Về khách sạn thôi. Mà tao vẫn sợ nó đang theo dõi mình. Mày không phải lo, tao tính toán hết rồi. Em về đây, có việc gì cứ alo cho em. Ok, về đi. Tao dùng quá mẹ ạ. Liệu nó có biết mình ở đây không? Con này, sao gan mày bé đấy? Sao ở xoắn? Trong này tận 2 tỷ, làm sao tao không run được? Mày mở ra kiểm xem đủ 2 tỷ không? Tao chưa bao giờ được cầm nhiều tiền như thế này mày ạ. Sao lại thiếu mất một cọc? Lúc nãy chẳng lường tùng gì nữa. Nhỉ. Tiền thì có thể gửi ngân hàng. Thế còn hàng thì gửi đi đâu? Hay là mình vứt đi? Chứ mang cái này theo bên mình có khi rước họa vào thân. Mày điên à? Con ngu. Đây cũng là tiền đấy, 2 tỷ đấy mẹ trẻ ạ. Thế bây giờ phải làm thế nào? Thì bay thôi. Bay? Bay đi đâu? Sài Gòn. Đâu càng xa càng tốt. Mày điên à? Thế còn mẹ mày? Mẹ tao? Rồi em tao nữa thì sao? Hay là như thế này, sớm mai đi Hải Phòng, xa chỗ này một chút rồi tính tiếp. Ok, tạm như vậy đi. Mà tao đói quá, không biết ở đây có gì ăn không. Có khi úp mì tôm ăn tạm vậy. Ừ, xuống hỏi Lễ Tân đi, úp cả cho tao nữa, tao đi tắm phát. Mày thử gọi cho ông Trung xem. Ông ấy nói là ở Hải Phòng đấy. Nghe nói ông này cũng có nhiều đàn em, cũng làm tín dụng vào bảo kê quán bar đấy. Thôi, tao ngại lắm. Ông ấy thích tao và tán tao nhiều lần. Tao có cảm tình, bây giờ gọi điện khác nào. Trời, mày điên à? Bây giờ lại còn làm giá nữa. Còn một đống hàng đây này. Ừ, thôi để tao gọi xem sao. Em mới tới Hải Phòng. Anh có rảnh không ạ? Dạ vâng ạ. Chuyện thế nào? Ông ấy bảo đang tới. À đây. Mày giữ túi hàng cho cẩn thận. Tao ra ngân hàng để ít tiền, đi tìm chỗ ngủ cho mình đây nào. À, mày nhớ là đừng nói chuyện gì vội nhé. Cứ nói là hai chúng mình đi chơi thôi. Thôi bà đi đi, tôi biết rồi, mới phôn ra đây à? Em chào anh. Chào cưng, con gió nào đưa em đến đây thế này? Đừng có bảo là nhớ anh đấy nhá. Anh này, lúc nào cũng thế. Ô, thế em đi một mình à? Đâu, em đi cùng con Quỳnh. Thế Quỳnh đâu? Nó ra ngoài mua ít đồ, quay lại bây giờ. Thế dạo này đã có nồi cháo nào nó ám chưa? Nó còn chừa cửa cho anh chứ?
Em chào anh. Ồ, chào người đẹp. Nhìn anh với phong độ như ngày nào mà hình như anh còn đẹp trai hơn ấy. Ơn rồi, đợt này công việc của anh cũng thuận lợi, đàn em cũng đông cho nên là đỡ vất vả hơn lần trước. À mà tối nay anh xin phép được mời hai người đẹp đi ăn cơm nhé. Nhân tiện anh đặt bàn ở trên bar luôn, tối nay phải làm trận tung trời đấy. Ok. Ok. Đến chưa em ơi? Thử rồi sẽ biết. Thực ra thì của em anh tin là cái gì cũng tốt thôi. Nhưng mà quan trọng nhất là ở bánh đêm nay nhé. Nhớ lắm rồi. Thôi anh, để xong việc đã. Con Quỳnh nó về, em sẽ ở lại với anh. Hứa đấy nhá. Chắc chắn rồi. Quỳnh, em ra đây làm gì đây? Anh, sao hai người lại ngồi ở đây ạ? Thì bọn anh đang bàn công việc mà. Lan ơi, sao đau bụng quá? Hay là để anh đưa hai bọn em về nhá? À, dạ không cần đâu ạ, để em đưa Quỳnh về. Chuyện kia thế nào thì anh alo sớm cho em nhá. Ok em, thôi để anh bắt taxi cho bọn em về vậy. Cho em về 113 lịch cho em. Sao thế? Có biến gì à? Lúc nãy trong quán bar, tao có nhìn thấy thằng tháng sẹo. Chắc mày hoa mắt chóng mặt. Nó xuống đây để làm gì? Tao mà phải hoa mắt á. Tao nhìn thấy nó, nó cũng nhìn thấy tao. Nhưng có vẻ nó đang phê, cho nên không thấy động tĩnh gì. Nó đến đây để làm gì nhỉ? À, tao đưa mẫu cho ông Trung rồi. Ông ấy có mối đổ lớn lắm. Từ giờ đến sáng mai nếu được, ông sẽ gọi điện để giao dịch đấy. Giao dịch như thế nào? Liệu có an toàn hay không? Tao thấy ông này không đáng tin lắm. Mày cứ lo lắng quá. Ông ấy thì thiếu gì tiền. Với lại đang thích tao bỏ mẹ ấy được ấy. Muốn lấy lòng lắm chứ. Alo. Vâng, em xuống bây giờ ạ. Mày đi đâu đấy? Tao đi giao hàng. Ông Trung đang đợi ở dưới rồi. Thế đi đi. Đi cẩn thận nhá. Có gì thì phải báo tao luôn. Ok. Tao nóng ruột lắm.
Chúng nó trả bao nhiêu hả anh? Mình cần ra hàng gấp nên chắc không được 2 tỷ đâu. Tầm 1 tỷ rưỡi thôi em ạ. Em có đồng ý không để anh chốt? Thôi, thế cũng được. Ừ, thế đợi anh chút để anh điện thoại cho đơn đầu kia nhé. Ok rồi đây em, mình đi thôi. Seated.
Alo. Alo. Sao tao gọi cho đại ca không được? Đại ca đi Hồng Kông rồi. Thế mày đang ở đâu? Tao đang ở phòng trọ. Mai gặp nhau ở quán cà phê cũ được không? Ok. Mấy giờ? 9 giờ. Rồi. Alo. Alo đại ca. Vâng. Hôm qua em gặp con Quỳnh, bạn con Lan ở dưới bar Hải Phòng ạ. Thế mày có nhìn nhầm không? Em không nhầm. Nhưng mà lúc đó em phê quá. Mà con Lan nó bảo gọi điện cho đại ca không được. Rồi này mày đang ở đâu? Thế nó nói gì nữa? Em đang hoang mang quá. Mà con Lan nó đòi gặp em. Em không biết là có nên gặp nó hay không này. Mày ngu lắm. Gặp nó giờ này các gì chui đầu vào rọ. Theo dõi nó và điều tra xem tại sao chúng nó không bị bắt. Hết sức cẩn thận. Tao nghi ngờ chúng nó là dích đấy. Về ngay đi, không hỏng việc. Vừa bám chặt, vừa nghe ngóng tình hình, hiểu chưa? Vâng ạ, em biết rồi ạ. Thôi, mày vào viện trông em đi. Ở đây để tao xử lý cho. Chắc chắn là nó không dám ra mặt đâu. Bố nó cũng không dám. Thôi được rồi, thì để tao đi nhá. Mà mày nhớ cẩn thận. Có gì thì alo tao. Ok, đi đi. Alo, Tùng à. Ừ, đến ngay phòng trọ của chị. Rồi mặc lại cái bộ hôm trước nhá. Ok. Nếu cô muốn vô tội thì tốt nhất không được tiết lộ chuyện này ra ngoài. Nếu không, cô và bạn cô chắc chắn rửa cột. Rõ chưa? Rõ chưa? Vâng, em rõ chưa? Rõ rồi chứ? Alo đại ca. Một là nó nuốt trọn cả hàng con tiền. Hai là nó thả lưới bắt mẻ cá to. Thôi tốt nhất mày chặn số con Lan lại rồi lánh đi. Vâng ạ, em biết rồi ạ. Bà chị làm gì mà hách não thằng em thế? Mày không cần biết nhiều. Tao bảo làm gì thì cứ làm. Mà ngoan, kín mồm kín miệng, khắc có ngân lượng. Dạo này thằng em làm gì rồi? Hay vẫn lang thang? Dạo này em sóc cái trong nhà lại ông tiêu chuẩn. Kiếm được không? Cách chơi to, kiếm ăn cũng khá. Lại đây tao bảo. Bà chị thâm hiểm thật đấy. Thì em chơi. Có cách nào mà để tiền để ra tiền được không nhỉ? Kiếm nuôi mấy đứa trẻ con. Rồi chọn mấy thằng nghĩa khí, điếc không sợ súng. Mở dịch vụ tài chính. Liệu có ổn không? Chỉ sợ không có tiền. Nuôi chúng nó ăn chơi, khắc nó ngấm vào máu. Rồi sẽ có tình anh em, tình chị em. Lúc đấy bảo chúng nó nhảy vào chảo lửa, chúng nó cũng nghe ấy chứ. À, hay là mình đi đánh bạc là nhanh nhất. Mày điên à? Nhỡ thua hết thì làm thế nào? Lo gì, mang 1 tỷ đi thôi. Vẫn còn 1 tỷ. Mà hàng vẫn còn đấy. Lo gì vốn. Được đấy. Đi, đi rút tiền. Đứng lại, hai mày đi đâu? Đi
tao đi đâu. Đi ngay, chờ tí. Rồi vào đây. Lại. Vào là gì? 2 triệu một đứa. 2 đứa 4 triệu.